chị đang hâm đó thôi. Đang đồ ăn. Ủa không, con mới ăn cơm ở nhà mà. Mày ăn cơm nhà, ăn không chịu. Dạ thôi. Giờ con mới ăn cơm thị nhà. Giờ này cũng 2 giờ mấy gần 3 giờ rồi. Con mới ăn rồi con mới chạy qua luôn á. Wow. Chín không cả? Thôi. Đứng ăn trái uống. Thơm quá. Hay ha. Nè. Cho em. Thơm không? Để cho cô con lấy chi? Vậy dạ thôi con cầm con thử chút hả? Cái này nó cũng chưa chín, nó dạ, cầm chơi không ăn được nha con. Cầm chơi nha. Ôi hai đứa. Thi nhà bằng vừa không Thi? Đấy được rồi. Bằng vừa không? Ăn đi. Mẹ đứa phải lấy được rồi. Lấy dao chặt dừa hai trái cho mấy chị này đi. Ừ, không chín đâu, đúng rồi. Dạ. Này không chín đâu. Cạp luôn hả? Cạp luôn hả? Ơi, kệ cho nó cạp đi chị. Đây nè. Nó không ăn. Cái này chưa chín đâu. Cái này để lấy hộp qua, lấy hộp qua con, lấy hộp về bỏ nó. Cái này bị cầm hủi thơm thôi. Chứ cái này chắc cũng chín rồi, chín rồi. Vậy hả? Cái đó chín rồi. Trắng ngắt vậy nên chín rồi. Tới lý rồi các bạn. Lâu dữ lắm, lâu rồi mình mới gặp là có cây lý như vậy chứ. Đúng rồi, nó chín này nó rất mọc nè. Ừ. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay thì có dịp Cẩm bữa nay không có đi học, đi học buổi sáng buổi chiều buổi năm là Cẩm được nghỉ, cho nên là mình đi qua thăm Cẩm. Để Cẩm đi đâu hả? Hả? Gì vậy? Vừa tươi uống nước. Ôi con bánh kem mà. Thôi chị có nước mà. Chị có chai nước xanh chị đem theo. Cái chai vừa uống đi lấy đi. Ổi rồi ba chồng quá chừng luôn. Coi Út có chín không? Bà có bán không mà ba sao trời ba chồng nhiều quá vậy? Chưa. Có hai cây ở dưới vườn á. Cái này là trái còn nhỏ xíu vậy là mình bỏ có hai bà bán. Dạ. Cái kia kìa. Ở trển có thấy con to. Hai cây luôn. Ở đây nè, cái bụi chả này nè. Coi có chín thì bẻ. Ủa bà ơi, sao không chín ạ? Bởi vì con lột cái chỗ gần cuốn nó thấy trắng rồi bẻ được. Dạ. Còn chưa trắng, bên nó lột ở trên á. Ở trên cái cuốn. Chưa. Nè. Chín rồi trắng rồi. Ở trên có trắng không? Lột ở dưới. Lột bẻ lại đi. Nè, coi đi. Chưa chín hả chị? Chưa phải không? Chưa mới rồi. Nè, thôi để. Chưa chín mới rồi. Chưa chín rồi. Cái này nè. Rồi. Thôi nhà bà ba có hai cây ổi mà nó xum xê luôn cả ổi nữ hoàng. Ủa nó nhỏ hả? Chín rồi bà. Đúng rồi. Ổi nữ hoàng. Ổi này ở ngoài chợ là mắc so với ổi thường. Mà cô nhìn của bà ba nhìn tốt quá ha. Nhìn tốt ghê, ước gì nhà mình có hai ổi bự vậy ha. Cái này là tại bà ba không có đôn nhánh phải không bà ba? Người ta trồng. Người ta trồng á, người ta chặt hết lùm tè. Cái chặt cho nó mà lùng nữa nó tái dưới nó ưa hư sâu quá. Đây cái này thấy cơ bộ chín nè. Đây, mình dạch cho thử ha. Nó trắng là chín nè. Vậy là được chưa bà ba? Còn xanh hả? Trái này bự. Cái trái này nhỏ thì lại chín. Đây, trắng. Còn xanh nè. Trái này chưa. Trái này còn nhỏ quá. Nhỏ như kia. Con mới biết cái vụ dạch vậy luôn. Con ít không đi đâu, coi cái đầu. Ủa vậy tính ra thấy người ta bán ổi xanh nhiều lắm nha. Đúng rồi. Cái này được chưa con? Ừ. Nó nhỏ mà nó chín. Nó có vỏ. Con cầm đi đâu mất tiêu rồi, đi lấy nước dừa rồi.
Trời ơi, hồi nãy con đi là trời còn nắng chang chang hả? Đi được không hả? Mà qua tới đây cái mưa, chuyển mưa nãy giờ các bạn nghe gầm gầm không? Đem thì lùi hết trơn rồi. Hồi nãy á, các bạn mình đi giữa, mình đang đi giữa đường á, thì hai bên là rồi. Thì cái bên ở tuốt đằng xa là mình thấy là mưa nó rớt xuống luôn. Nó rớt xuống một vùng luôn. Nó ừ không à? Dạ đừng có ừ. Dạ nó ừ chứ không phải nó ừ. Con mấy tuổi? 3 tuổi hả? Con tên gì? Nhã Hân hả? Tên đẹp quá vậy. Rồi con biết đếm chưa? Đếm số con đếm tới số mấy? Rồi con đếm cho con nghe thử coi. Đếm thử coi. 1, 2, 3, 4. Rồi sao nữa? Em con mấy tuổi? 3 tuổi. Con 3 tuổi mà em con cũng 3 tuổi luôn hả? 3 tuổi, tại 3 tuổi. Đâu? Ôi, mấy cháu này nó uống trà đó. Con 3 tuổi, em con nhiều? Nó anh chứ, anh nó 10 mấy tuổi rồi. Con 3 tuổi. Tuổi. Em con mười mấy tháng à? Ờ em nó không có anh nữa ai đó. Nhã Hân, còn em con tên gì nè? Em con tên gì? Em tên ECT. Em tên ECT. ECT. Đâu hát tập hướng cho cô coi coi. Thân với ET hát coi. T, nhảy cho cô chụp hình. Nè, nhảy kìa. Hát đi Hân, hát Chúa Thánh Linh lên đi. Múa nhảy cho em nó làm theo rồi cô chụp. T, đứng lên hát thờ phượng Chúa. Hát thờ phượng Chúa lên. Hát thờ phượng Chúa. Đi lên về tới rồi khỏi có những bước. Chừng nào nó lá bự bự hát lên rồng. Tôi bỏ vô chậu rồi. Ông ba đi xuống giường cho con lấy cho con cái lý hả ông bà? Đây nè, nãy lại đây nè. Dạ. Ông ba thấy ông bà mất thành cây lý. Đi tới đâu cũng xin. Cái kim nó hồi nãy giờ tôi thấy mà không biết chỗ nào cứ kim hoài tới mưa mới thấy. Đó các bạn thấy mưa ướt trần. Chặt luôn rồi. Để nói là chị có đem theo nước rồi. Vừa ở đâu cưng? Dạ vừa nhà của chị Thi mà chặt. Vậy hả? Dạ. Chị Thi là sao? Chị Thi là sao với cưng? Dạ là giống họ, chị em vô họ. Vậy hả? Dạ. Còn Nhã Hân với ACT là chị hai, em của con. Con có hai đứa. Hai đứa này là chị em của không bà? Cái này hả? Con nhỏ con của chú Châu. Dạ. Con này con của cô Năm. Dạ. Con của người chị đó. Dạ. Nó không kêu hát múa coi. Hát coi. Dạ. Đâu múa rồi, đâu múa rồi. Thầy con múa nữa em mới múa. Múa tay vậy nè. Đúng rồi. Không, hát vỗ tay rồi nhảy. Nhảy cũng như mình thờ phượng vậy đó. Ơi, 3 tuổi mà răng mọc đều mà đẹp luôn á. Tê, vỗ tay. Tê, chúa thanh linh đời còn. Con nhảy vậy nè, để em nó làm theo. Chị chụp nè. Đâu, chị có chụp cưng nè. Chụp tên.
cây này nó chưa có tốt đâu, bị trái lá nhưng mà tốt lá nó bự. Lá nó bự xong mình trồng xuống đúng không ba? Hả? Lá nó bự xong mình trồng xuống. Ừ, chừng nào lá bự chua, bây giờ còn nhỏ xíu mà. Chắc trồng như mận phải không ba? Trồng như cây mận chứ gì? Giòn giống như cây mận. Dạ. Rồi. Hỏi nãy mới hái luôn. Hỏi nãy nhà á. Cưng vô học được mấy ngày rồi? Dạ được giờ được tuần rồi. Nhớ hả? Dạ. Vậy về đi làm được nhiêu tiền? Dạ đi làm được 1,5 triệu rồi. Gì? 1,5 triệu. Làm bao lâu? Dạ trong vòng 1 tháng. 1 tháng mà sao có 1,5 triệu vậy? Dạ tại vì ở đó bao ăn uống đó, cho nên là người ta chịu thằng đó. Là người ta bao ăn uống rồi làm mấy giờ tới mấy giờ? Đi làm hả chị? Ừ. Dạ từ 7:30 đến 5 giờ chiều. Chưa được nghỉ tới 1 giờ. Dạ. Mà mai á hả? Dạ. Mà có 1,5 triệu à? Trong nhà được thì tôi cho 1 giờ. Chị tưởng đâu cưng làm được mấy triệu á. Tháng cũng được chừng 2-3 triệu á. Có 1,5 triệu chị. Nói là cháu ngoại. Mày kiên ba ở nhà bên nội con á. Ba tuổi mà nói gì ghê chứ, nói gì quá được. Ơi cô mục sư mưa xuống nó kêu cô chụp hình cho con để con tặng bạn, con tặng bạn nào bạn cô con có mưa Hồng Anh nó tặng cho Hồng Anh. À, vợ thẳng cô đi làm là làm sao? Làm chắc sổ rồi đó. Chắc sổ đúng không? Ờ, chắc sổ thì cái chợ giải luôn. Ừ, người ta cắt, người ta may sẵn rồi đưa mà rẹn là quan cách nhận sổ rồi. Dạ, được rồi con. Thì cũng muốn không cực mấy. Thì mà chỗ đó là người quen hả? Dạ, chỗ đó là người quen. Rồi vậy người ta cho làm tháng, rồi tới lúc về người ta tả, người ta tả thì gửi nó cho thêm nhiều. Không? Mình ở đó mình đã ăn uống rồi, tháng chưa tiệm rồi. Nhưng mà tối không có đi chơi đâu không? Dạ không, tối em mới tới đây sáng. Dạ hả? Dạ. Làm ở ngay thành phố Trà Vinh luôn. Nhưng mà tối không dám ra đúng không? Dạ, cũng không dám. Dạ. Cũng là con cái chúa ở trong Hội Thánh người ta. Nhưng cô mang dạ. Mày nhớ mẹ không? Nhớ. Ủa là cũng làm tháng là con không về luôn hả? Dạ. Ừ. Có 2 tuần đầu thì con về lần, còn mấy tuần sau là em mới về em đó. Ờ. Là được những tháng hay tháng rưỡi? Dạ. Tháng. Tháng đúng rồi. Vậy là chắc chị đổ chắc tháng 3 triệu, bao ăn ở thì trừ ra 1,5 triệu, còn 1,5 triệu giả tư. Chị đổ chị làm đây chứ không nào rồi. Mà cũng làm được không? Ừ. Ủa ông ba ở bên bản hết trồng trải hả ông ba? Vườn mở đó, vườn mở không đó, mở đổ đi nhà riêng đó, nhà mẹ nó đó, ở trong đó, vườn kế bên. Bở hả con thấy là có cải mà nay thấy hết rồi, nay thấy còn ổi không ạ? Cái ổi này á ông ba, cái ổi này là ổi nữ hoàng phải không? Biết nó ổi bà cái phần mà cái ổi này nè mình trồng bao lâu là có tháng? Trồng 4 tháng năm mà con năm năm mà có trái thì một công hái được tự nhiêu rồi. Chưa có biết con, tại vì mới trồng đầu tiên. Vậy hả? Mới trồng đầu tiên luôn. Mới trồng đầu tiên. Có 2 cây này cũng trái nhiều lắm, 2 cây này to. Dạ. 2 cây này có trái quá chừng nào. Cây này một cây gì hái cỡ chừng mấy tiếng à? Trời ơi. Hái hộp. Nhưng mà con nghe nói là trái quanh năm luôn á. Trái có đợt. Cứ cắt nhánh là nó ra đọt rồi ra trái. Làm liên tục luôn. Vậy mua sách vở gì chưa? Dạ đâu, mua 3 tập đó rồi.
Chị nghe nói hôm nay là sắp dở lên đúng không? Dạ. Nhiều tháng mấy trăm? Bộ 109 hả? Dạ. Ủa vậy sắp gì mà bộ 800-900 ngàn? Sắp đó là tôi tìm dành cho các học một dạ. Chị nghe nói đi chứ không làm. Chị nghe nói là sắp gì cải cách ha? Sắp gì để mà bộ 800 hả? Là năm nay là con lên lớp 10 phải không? 11 mà có bạn áo dài không bên đây các bạn? Có. Thì có mai không? Dạ không, em đợi áo dài của năm ngoái tại nó còn nhiều vừa. Em lấy cái áo dài đó rồi. Hồi năm ngoái là có hai cái hả? Dạ. Thì năm nay ổng hai cái nào bận hai cái cũ đó. Dạ. Thì vẫn còn bận được phải không? Dạ. Tốt. Dạ, cũng tốt. Hồi đó chị có nhỏ bạn mà nó có một cái áo dài mà bận 3 năm cấp 3 một cái. Còn chị thì ít ra chị cũng được 1-2 cái. Thì năm cưới thì có may thì có một cái à. Chị hồi lớp 9 đó giờ. Ủa bên đây lớp 9 có bận dài hả? Dạ, ở đây là lớp 6 nó bận. Ủa vậy là mà bên đây á là cấp mấy có cấp này cấp ba là bọn áo dài á là quần đen hay quần trắng? Quần đen tới cấp ba có thể quần trắng nhận từ giờ hả? Dạ. Ừ. Quần đen thôi, bọn quần đen á nó có thể chứ bọn quần trắng những khi mà lỡ dơ có kỳ lắm. Ở bên chị á mấy đứa học bên thị xã là nó bọn quần trắng. Dạ. Còn mấy đứa học ở huyện thì là bọn quần đen. Không phải là ở đây là có quyền được bọn quần trắng quen tiền. Ủa là Cưng là một tháng nghỉ hè là Cưng đi làm, Cưng kiếm tiền là Cưng tự sắm sửa đồ đạc đi học luôn hả? Dạ. Không xin mẹ luôn? Dạ không. Giỏi quá vậy. Dạ, mua và còn dư để cho mẹ. Dư nhiêu? Dạ, dư 400 ngàn. Chị gửi mà mua may áo dài. Với không, lại không may không may thôi. Chị gửi mà mua sách vở với tập viết đồ hay là vỏ hay dép dạ. Nó mà người kia thì mua hết là còn dư 400 ngàn dạ. Cho mẹ dạ. Tại xe sửa xe lại thôi là còn dư rất nhiều. Sửa xe hả? Sửa xe hết nhiều. Sửa xe không nhanh. Cái bình đầu nó đã biến luôn rồi. Còn bánh không lan này là phải của chị Cẩm không? Của anh chị Cẩm bán không? Dạ, cũng vậy không? Cấp 3. Bánh không lan này là phải của chị Cẩm bỏ hết phải không? À, mua ở đây rồi. Đúng rồi. Cái bông lan này như cẩm nó chị cẩm á, cẩm cho vào tao quên rồi. Dạ đúng rồi, chị cẩm quang thì cẩm chị cẩm mà rồi, có con là bé Hải Huyền mà bị tập cái chân đó bạn, là chị anh chị là mở mối bông lan nó chủ nhật tập nó đi bán chủ nhật nó ở vườn ở đây nè. Ừ, vậy hả? À, chủ nhật nó đi bán ở bên tre đó đi mỗi ngày, bữa nào nó trẻ nó lại đây thờ vườn đây nè. Dạ. Còn nếu nó không trẻ thì thờ vườn bên kia. À. Dạ. Mà nó cũng dẫn dắt nó thờ vườn ở bên hội thánh cô mưa. Dạ. Bởi vì nó đi bằng này nó trẻ nó lại đây thờ vườn, qua đây 7 giờ mới thờ vườn. Ăn miếng nổi nha các bạn. Cái này là hình như là trong gói mì tôm. Dạ đúng rồi. Ăn hay cả? Ăn bánh trước đi. Ăn bánh không con? Dạ con hỏi trước. Con thấy là cô. Ăn đi. Dạ không ăn. Dạ con ăn đi. Dạ con ăn nhé. Ăn ngon thiệt. Nó giòn, mà nó giòn mềm. Nó không phải giòn cứng. Còn té, còn giòn té.
Dạ, thì hôm nay con tới đây con đem phần học bổng của cô chú ở trong hội thánh ở bên Mỹ. Cô chú này là những cô chú đều cao tuổi ha. Từ đây tới cuối năm thì là mỗi một tháng là cô chú ông bà sẽ tặng cho Cẩm 1 triệu để cho Cẩm có chi phí Cẩm đi học. Thì hồi tháng giờ thì chị có đưa con 1 triệu rồi đó. Thì nay là đầu tháng 9 thì con tới đây cũng thăm Cẩm thì con đưa cho Cẩm thêm 1 triệu nữa. Chị gửi cái cưng vậy là còn 3 lần nữa ha. Dạ con xin thay mặt Cẩm cảm ơn ông bà, cô chú, con cái chúa ở trong hội thánh ở Mỹ đã dành cho Cẩm tình yêu thương. Con xin chúc cho ông bà, cô chú được về sức khỏe và nhiều niềm vui. Con chúc cho Chúa luôn ở cùng với ông bà cô chú. Cảm ơn cô chú đã cho số tiền này, con sẽ dùng số tiền này vào việc đóng tiền học phí và dành để lưu dụng cùng học tập cho mình. Cảm ơn cô chú. Chú ban phước cho đời sống của cô chú được nhờ vào sức khỏe nữa. Tôi cũng thay bác Cẩm, vì bác Cẩm là cháu ngoại tôi, anh chị ở trển gửi về cho bác Cẩm, tôi cũng cảm ơn. Xin Chúa ban phước cho anh chị được nhiều giàu sức khỏe, được xin Chúa gìn giữ anh chị được bình an. Xin Chúa ban ơn chúc phước cho anh chị mạnh khỏe hơn nữa. Tôi xin cảm ơn thay mặt cho bác Cẩm. Cảm ơn anh chị. Đó chứ từng một tháng con được 1 triệu về là mừng dữ lắm, mừng, chị cũng mừng cho con nữa. Bữa ổn bệnh tới bữa chủ nhật mới bớt cái nay nó bị mặn. Hiện tại á, thì là bé Cẩm với con á, đang ngồi chơi ở nhà của bà ba, là bà ngoại của bé Cẩm, chứ không phải là nhà của bé Cẩm. Nhà bé Cẩm thì hồi lúc trước con có gọi lên thăm rồi á, tại vì hồi nãy là bé Cẩm không có chìa khóa, mẹ đi làm rồi để quên chìa khóa, không có chìa khóa, rồi cái bé Cẩm rủ con là thôi qua nhà bà ngoại chơi đi. Vậy là chị nhà chị mới biết là cưng đang ở nhà dì Sáu. Nhà dì Sáu thì kế bên đây luôn các bạn, đang ở đây rồi đi học đây. Có phụ gì cho dì Sáu không? Có phụ Sáu ngày đi học không?
nguyên một cây luôn. Dễ xong lắm. Dạ. Ai mình xin ông ba được một dây trầu bà. Dây trầu bà này nó hai khuôn sâu. Thế à. Đây đây, kỳ cho. Đâu? Dạ đó. Đây. Ở đây nè. Trời ơi. Con gì nó lạ lạ đâu quá. Đó nè. Con gì cái gì vậy? Con gì kỳ quá ha. Giống như trang cái con gì bên mình, con gì lá lá xanh xanh á. Nó màu trắng hả? Dây đầu bà này nó lạ một cái là nó có sọc. Các bạn thấy không? Nó không phải là nó màu xanh không mà nó có sọc sọc vàng nữa. Cái dây này đây nè, đây nè. Đẹp ghê không? Tại vì mình đang sưu tập những cái loại đầu bà nè, với khắc cái dạng họ của cây phát tài á, cái dạng cây mà cây nhiệt đới á, nên mình thấy cái cây này mình thích quá, mình xin luôn. Đây ông ba có cho mình cây lý nữa, hồi nãy á xin trái xong rồi xin cây luôn rồi. Ông ba cho mình hộp à. Ông ba cho cái chậu nữa chứ. Nói vậy còn tốt hơn cái chậu nữa.